Dạ, em là Tống Văn Thuận ạ. Tống Văn Thuận ở bệnh viện nào? Anh đã vào đã về được bệnh viện nào chưa? Làm ở bệnh viện Tư Thanh Hóa đây thầy ạ. Đi hợp được à? Dạ không ạ, em làm bệnh viện Tâm Đức ạ. Bệnh viện tuyến huyện đấy thầy ạ. Tâm Đức hả? Dạ vâng ạ. Thế hiện nay bây giờ là trên này đã báo được 19 bạn đã có mặt rồi, đúng không? 19 bạn có mặt, thế thì chúng ta bắt đầu buổi giảng ngày hôm nay nhá. Thì hiện nay chắc này Dạ vâng ạ. các bạn thì đang chủ yếu ở nhà hay là ở bệnh viện đấy? Lớn là ở Ở viện bệnh về ạ. viện. Đây là vấn đề thế đây đúng. Tự nhiên chúng ta cái kia được không? Còn đây, nhưng cái này mạng ok này chưa? Khi mà nó không chạy được chuẩn lại một cái mạng. Hôm nay tôi trình bày với các bạn có nội dung về suy tiêu hóa do loét dạ dày hành tá tràng. Chắc là các bạn thì cái nội dung này các bạn chắc nó quen lắm rồi đúng không? Bởi vì cái này chúng ta đang gặp từ cái năm thứ ba đến tư thứ năm. Theo như hồi chúng tôi học ấy, thì cái này là chúng tôi đã biết đến từ năm thứ ba về triệu chứng học này, xong rồi đến năm thứ tư là bệnh học rồi, và năm thứ sáu là chuyên ngành này. Có nghĩa là một suy tiêu hóa không không phải là cái vấn đề gì mới mẻ cả. Tuy nhiên để hỏi hiểu sâu về nó theo cái chất một cách chuyên khoa thì là cả một vấn đề chứ không phải đơn giản. Vừa rồi hội phẫu thuật nội soi chúng tôi cũng ra được cái guideline hướng dẫn về cách điều trị xuất huyết tiêu hóa. Hiện nay trong tuần tới này chúng tôi sẽ thông qua cái thẩm định cái guideline đó, và cũng rất nhiều các cái guideline của các hội như hội tiêu hóa khác, hội tiêu hóa Hà Nội, hội tiêu hóa nội khoa, người ta cũng đã ra những cái hoặc là hội cấp cứu cũng ra là những cái guideline của xuất tiêu hóa. Bởi vì xuất huyết tiêu hóa nó không đơn giản như chúng ta nghĩ ngày xưa nữa, và bây giờ nó cũng có rất nhiều cái màu sắc khác nhau, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tràng. Các bạn rồi biết rồi, xuất huyết tiêu hóa thì nó gồm có hai loại đúng không ạ, là xuất huyết đường tiêu hóa trên và đường tiêu hóa dưới. Và ngay trong xuất huyết đường tiêu hóa trên thì người ta cũng thường nhắc tới ba cái nguyên nhân chính. Một là do các bệnh lý tại thực quản, hai là các bệnh lý tại dạ dày, và ba là các bệnh lý tại gan mật. Bệnh lý tại dạ dày thì nó điển hình bằng cái hội chứng gì các bạn biết rồi ạ, tăng áp lực bạch quản. Ở dạ dày thì chủ yếu là do các biến chứng của loét hành dạ dày hành tá tràng. Còn bệnh lý gan mật thì chủ yếu là do các bệnh lý về đường mật chính, đường mật trong và ngoài gan, chủ yếu là ở Việt Nam ta thì nguyên nhân nhiều là do sỏi. Vậy thì hôm nay chúng ta chỉ đi đến một phần, một cái nguyên nhân mà gây ra bệnh lý xuất huyết tiêu hóa thôi, và một nguyên nhân này cũng là nguyên nhân của đường tiêu hóa trên. Nói như thế những cơ chế và các cái cho nên nhiều khi cái thuốc dùng nó cũng có những sự mình cũng phải cân nhắc. Đấy, hoặc là do loét như hành tá tràng chẳng hạn, hành tá tràng nó cũng khác, mà tá tràng đi một đi hai đi ba gần ngóc loét nó cũng có những đặc điểm riêng của bệnh lý. Đấy, vì vậy chúng ta đây là cái chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn một tí. Thì cái thời những năm tôi vừa nói là hay gặp, tại sao người hay gặp loét hành tá tràng, bởi vì là cái bệnh lý của người Việt Nam nói chung người xưa là gì, là loét hành tá tràng. Các bạn nhớ là như thế. Bởi vì tại sao? Thứ nhất là hồi chúng ta là cũng chưa phải là một nước phát triển. Càng phát triển thì nếu khi ta đã càng phát triển, vì bản thân cái bệnh lý hành tá tràng, loét hành tá tràng là một bệnh lý lành tính, các bạn biết rồi đúng không ạ?
nó có cơ chế rất rõ ràng là cơ chế thần kinh và cơ chế thể dục, đúng không ạ? Cơ chế thần kinh thì nó tác động với yếu tố tâm lý, tất cả các yếu tố áp lực công việc rồi nhé. Cho nên ngày xưa các bạn thấy có rất nhiều trường hợp là tự nhiên đang lao động rất căng thẳng ở ngoài, đi cày đi bừa, đang lao động trí óc rất căng thẳng, thế là tự nhiên coi như là thấy người nó chóng mặt, uống một viên ATC cảm vào, giải cảm vào là lăn xuân là chảy máu dày lăn luôn. Và đấy, đấy là cái gì? Đấy chúng ta hồi cứu lại chính là một cái gì? Là một cái chảy máu do loét thành đại tràng đấy. Bởi vì không phải ngày xưa không, cái việc chẩn đoán loét dạ dày thành đại tràng rất khó. Người ta chủ yếu dựa vào các kiến thức như thời chúng tôi là dựa vào các kiến thức lâm sàng. Ví dụ như thời tôi mà chẩn đoán một loét đại tràng ấy, là người ta chủ yếu dựa vào cái tính chất đau của cái cơn đau đó, cơn đau của loét đại tràng là cái gì, đau theo giờ, đau theo ngày, đau theo bữa, liên quan đến bữa ăn, liên quan đến thể tiết, liên quan đến tâm sinh lý, rất nhiều vấn đề. Và nó có một sơ đồ Gottman để cái đó. Thế bây giờ cái việc chẩn đoán đó thì nó trở thành lỗi thời của ngày xưa rồi. Ngày xưa nó không có ống mềm, và bây giờ sự ra đời của ống mềm thì nó đã làm cái yếu tố chẩn đoán xác định một cách gọi là rất rõ ràng, cho để nói 95%, 5 đến 10%, 1 đến 5% kia chẳng qua nó chỉ phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người soi thôi. Đấy, vì vậy mà cái lét thành cái chàng ngày xưa ấy, thì nó là một, phải nói đấy là một cái mà rất mệt cho các phẫu thuật viên, cho các bác sĩ. Và cái bởi vì tại sao? Cái thứ nhất là cái bệnh nhân vào với một cái triệu chứng là xuất huyết tiêu hóa, đó rất rõ ràng các bạn biết rồi, triệu chứng xuất huyết tiêu hóa các bạn rất biết rất rõ rồi, là nôn ra máu hoặc tiểu phân đen. Đấy, dưới hai hình thức, một đại thể, hai vi thể, nhưng trên nguyên tắc là phải có nôn ra máu và đi ngoài phân đen thì mới gọi là xuất huyết tiêu hóa. Thế con chẩn đoán chắc chắn là chỗ nào? Thì ngày xưa không có cái gì để chẩn đoán chắc chắn đâu, vẫn dựa vào gì ạ? Ngay bản thân khi mà chẩn đoán các thể chàng thì ngoài cái chúng tôi thật rời chúng tôi ngoài cái việc mà chẩn đoán bằng bằng lâm sàng ra, thì duy nhất cái cận lâm sàng có cái quánh là cái gì ạ? Là cái chụp dạ dày hàng loạt. Cái đó bây giờ thì các bạn nghe nó xa lạ lắm rồi. Ngày xưa để chẩn đoán ấy, thường người ta sẽ cho uống gọi là uống Barit, tiêu chuẩn ra có chuẩn bị để sau đó chụp tim hàng loạt để người ta mới xác định xem là các tổn thương ở dạ dày nó như thế nào. Tất nhiên do cái kinh nghiệm và do cái kỹ thuật chụp và do những kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi, cho nên là mỗi một cái tổn thương ở mỗi một vùng thì nó có những đặc trưng nhau một riêng rồi. Mà chẩn đoán hình ảnh ví dụ như là hình ở ví dụ như với một cái chẩn đoán ung thư dạ dày để chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán X-quang ngày xưa là nó có thể là gai hồng này, có thể là tấm bắn cứng này, có thể là mỏ chim này, vân vân. Hoặc là thành cái tràng thì điển hình là cái gì, là ổ độc thuốc hoặc là gì, hoặc là hình con nhét ví dụ như thế. Đó, nhưng bây giờ với các bạn cái đó thì nó rất là xa lạ, mà thực tế là cái đó cũng không có thể ý nghĩa bằng là gì, bằng soi là nó quá chuẩn rồi. Và soi thì các bạn biết là ngay công nghệ soi ống mềm bây giờ nó cũng có rất nhiều các tiến bộ của nó, là chúng ta không thể tưởng tượng được. Tôi nói cách đây 20 năm là nó có cả cái công nghệ và nó gọi là telecam, các bạn biết đấy hả? Telecam chắc các bạn nắm được rồi. Tất nhiên là mỗi khi mà ta đưa ra thực tế thì cái gì mà tốt thì ta ứng dụng, còn không cũng chỉ là một cái nghiên cứu thôi. Thì cho đến bây giờ cái soi ống mềm trong chẩn đoán xác định tổn thương dạ dày đại tràng là ống mềm. Vậy có nghĩa là vấn đề chẩn đoán nó cũng không mấy gì cả. Đấy là cái phần đại cương tôi nói. Và sau đó thì cũng khó khăn về vấn đề điều trị hồi đó, mà như thế nào thì về sau tôi sẽ nói tiếp các bạn phía dưới này. Thế như tôi vừa nói các bạn rồi, nguyên nhân chảy máu nên xuất huyết tiêu hóa trên là ba nguyên nhân thường gặp vừa tôi nói các bạn rồi. Đó là chảy máu do loét dạ dày tái tràng, đây là nguyên nhân thường gặp nhất như ban đầu tôi nói với các bạn. Và trong đó thì loét tái tràng là chiếm 27%, so với loét dạ dày là 17%. Chảy máu tiêu hóa sơ gan áp tính cửa, đấy là cái bệnh lý tại thực quản tôi nói các bạn đấy. Và ngày thứ ba này, cái chảy máu đường mật tôi nói với các bạn trên. Ngoài ba nguyên nhân trên còn có thể thấy chảy máu đường tiêu hóa do ung thư dạ dày, do hội chứng Marrow-West, viêm dạ dày chảy máu, viêm thực quản chảy máu, rồi là Neurofa, rồi là các tổn thương đặc hiệu của dạ dày vân vân rất nhiều. Nhưng tất cả những cái này chúng ta cũng có thể đều xếp vào một cái nguyên nhân chung, đó là gì? Một là chảy máu do bệnh lý dạ dày đại tràng,
hai là chảy máu do sơ gan tĩnh mạch tăng mức tĩnh mạch cửa, và thứ ba là đường mạch, ba cái nhóm gần trên đấy. Mà hôm nay thì chúng ta cùng nhau là nói về cái chảy máu do gì, do lét dạ bệnh lý của dạ dày tá tràng. Tóm lại bạn hiểu thế. Thế thì về về lâm sàng như chúng tôi vừa nói các bạn rồi, cái mà chúng ta quan tâm nhất đó là gì? Cholesterol lành tính. Cái mà tăng ngại hơn cả đó là cholesterol gì? Đó là những cái ung thư. Trước đây như tôi vừa nói với các bạn, cách chẩn đoán của cholesterol lành tính rất khó, rất khó. Nhưng mà rất may y Hạn Văn đã nói đến rồi, nếu như lét hành tá tràng thì cái tỷ lệ ung thư rất là thấp, hầu như không có. Y Văn chưa nói đến, chưa đưa rồi y vào đó và y Văn có nghĩa lét hành tá tràng là gì? Là lành tính. Thế còn lại chỉ là lét dạ dày thôi. Thế thì vậy cái vấn đề đây là làm thế nào xác định được nó là gì, là lành tính hay ác tính, để mà mình gì, để mình tí nữa phần điều trị chúng ta xem để chúng ta có hướng điều trị cụ thể ngay và điều trị để giải quyết được nguyên nhân đó. Thế thì các bạn biết rồi về triệu chứng cơ năng thì đó sẽ biểu hiện của một cái triệu chứng bệnh lý dạ dày tá tràng. Nhưng mà xin lỗi với các bạn, bệnh lý dạ dày tá tràng thì nếu như là loét hành tá tràng thì nó có biểu hiện rất rõ ràng. Nếu như người ta đau thượng vị mà 5, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, cứ đau trong mùa, đau liên tục, thì người ta không đáng sợ bằng cái đau lơ mơ ở vùng thượng vị, sau đó gầy sút, rồi đó sau đó dữ dội trong vòng một tháng. Lúc đi khám, tôi nghĩ chắc là cái chắc chỉ sống trong được vài tháng nữa. Đó là cả hai cái đau khác nhau. Cái đau của dạ dày tá tràng, dạ dày khác, mà cái đau của tá tràng, của tá tràng khác. Đó. Thường mình tự nhìn chung nó cũng đều có một đau vị trí ở vùng thượng vị, còn ngoài những đau khác, đau viêm dạ dày, bây giờ các bạn biết bây giờ thì các bệnh lý viêm dạ dày rất là nhiều do ăn uống này, do chế độ là làm việc này, do các cái sinh hoạt sinh hoạt này, thì có rất nhiều các bệnh lý dạ dày mà người ta đi, các bạn đi khám, bệnh nhân đi khám thì tự chung được các bác sĩ nội soi cho một câu chẩn đoán rất sanh dần là gì? Viêm niêm mạc dạ dày đó. Thì cái đó là một cái từ mà chúng ta thấy rằng hay gặp trong chuyên môn của chúng ta. Tuy nhiên, các bạn cũng phải nhớ rằng là cái quan trọng để mà chúng ta điều trị được nguyên nhân thì chúng ta xác định nguyên nhân đó một cái chính xác, một chuẩn đoán nhất, chắc chắn nhất. Thế thì với cái triệu chứng mà xuất hiện giờ các bạn phải thấy rằng là cái đợt hình của nó tức là gì ạ? Nôn ra máu. Cái quan trọng ở đây là các bạn xác định nhận có phải đúng là nôn ra máu hay không. Được. Chứ đừng, chứ không phải tất cả những cái nôn mà nó có màu đỏ thì bảo là nôn ra máu, không ra máu hay không. Đó, bằng cách nào để ta phải chứng minh được rằng cái chất nôn đó là máu. Chứ bây giờ một bệnh nhân họ vừa ăn chiếc canh long họ ra ọc ra toàn thì bảo đấy là cái nôn ra máu, không phải. Một bệnh nhân họ chảy máu cam, họ nuốt và họ nôn ra máu và họ là nôn ra xuất huyết tiêu hóa, không phải. Một người bệnh nhân bị chấn thương sọ não, họ nôn ra máu, bảo là chảy máu tiêu hóa, cũng không phải. Một bệnh nhân vỡ một kén phổi hoặc một cái gì bệnh lý về phổi, tức là cái máu đó nó không phải từ trong đã tại tràng, không phải là nguyên nhân tại đại tràng thì không thể kết luận được đó. Vì vậy cái này nói là chất nôn ra máu không phải là dễ. Đấy. Ví dụ bệnh nhân vào nôn ọc ra máu đỏ tươi lẫn máu cục lẫn thức ăn, mà có tiền sử dạ dày, chỉ cái đó nhắm mắt chúng ta có thể chẩn đoán là gì, là máu của dạ dày hành tá tràng. Một cái bệnh nhân vào mà da này vàng khè ra, có tiền sử gan mật nôn ra máu mà lại toàn hình thỏi bất trì thôi thì nhắm mắt nói là chảy máu động mật. Một bệnh nhân vào một ốc tự phát, chỉ có một cái động tác, chỉ có một cái triệu chứng ngứa họng, không có dấu hiệu gì bệnh lý về dạ dày cả, mình chỉ có một cái ngứa họng và nôn ốc toàn máu tươi thì nhắm mắt chẩn đoán là tắc mạch mạch cửa. Ví dụ đấy là cái dấu hiệu nó triệt chứ nó điển hình thì các bạn. Còn nếu nó không điển hình như thế thì rất khó để chúng ta xác định. Ví dụ bệnh nhân vào được khai là tôi không đi ngoài, không bị nôn ra máu nhưng tôi đi ngoài phân đen. Vậy thì phân đen nó là cái gì? Người ta vừa uống thời gian ra là điều trị toàn sắc thì mà bảo người ta ỉa ra đen xì ra bảo phân đen, không phải, đúng. Mà cái màu sắc của phân đen nó phải đen như mà cà phê, nó sệt sệt, nó khẳng. Đấy. Vậy cái nhiệm vụ chúng ta phải xác định xem
đấy có phải là cấp tiểu bầu các hồng bồng sổ chết hay không, bằng cách nào thì chúng ta phải có những nghiệm phép test để chứng minh rằng cái phân đen đó là máu, chứ không phải phân đen đó là cái gì, thì thay đổi màu sắc của phân do các yếu tố về về thức ăn, về các yếu tố khác. À, nhớ chúng ta nhớ các bạn phải lưu ý cái đó, bởi vì là cái việc mà chúng ta chẩn đoán chắc chắn về nguyên nhân và mức độ của cái triệu chứng này nó sẽ quyết định rất lớn chúng ta sẽ định hướng vấn đề điều trị, bởi vì tí nữa tôi sẽ nói với các bạn về vấn đề phần điều trị nhé. Đấy, thế thì tôi nói với các bạn nguyên cái ở phân đen thì các bạn phải hết sức lưu ý về cái việc cái nôn máu và tất cả những triệu chứng hoa mắt chóng mặt này trước khi nôn, đó là cái dấu hiệu mà chúng ta thường xuyên phải nghĩ đến. À, vì vậy mà đây trước đây tôi cũng mà chúng ta rất hay nhầm, người bệnh hay rất hay nhầm, mà ngay cả những người mà có kiến thức rất hay nhầm đi khác. Để tôi nói văn lúc đầu giờ tôi có nói được cái là một ông trí thức ngồi làm việc căng thẳng đau đầu chóng mặt, thì nghĩ rằng là mình cảm cúm thông thường, nên là vợ cho uống một viên APC cách đây 10, 15, 20 năm, mình chỉ yếu dùng ABC thôi. Một ông nông dân đi ra trời nắng chang chang, căng mình ra ngoài cùng con trâu cày hết thửa ruộng, xong rồi đau đầu nên là xỉu xuống. Thế là về đến nhà vợ con cho luôn một viên ABC, mấy phút sau nôn ọc có toàn máu. Thì người ta không biết rằng là các cái triệu chứng đó chính là cái triệu chứng mà gì triệu chứng đó là các cái biến chứng của ổ loét hành tá tràng do một cái stress gây ra. Stress thì áp lực công việc, stress về áp lực của người nông dân, áp lực của người thầy thuốc trên cơ chế thần kinh, nó gây ra cái chảy máu đó, và nó tức là nó đã gây ra một cái chảy máu rồi, thì đồng thời anh uống thêm ABC vào thì nó lại làm cái chảy máu nó càng nặng hơn, nó càng nặng hơn. Đấy là cái cho nên ngày xưa người ta cấm tất cả những trường hợp người ta đổ lỗi cho là cho ABC nó là steroid ấy. À, thì tất nhiên cái đó nó cũng có cái hại, nhưng nó cũng không phải là phủ phạm chính, mà bản thân nhiều trường hợp này có thể người ta chưa chảy máu, người chưa nôn ra máu được vài phân đen đâu, nhưng người ta đã bắt đầu có cái triệu chứng trong mặt, tức là nó cũng biểu hiện của một cái gì cái chảy máu rồi bên trong, thì lúc đó uống thì nó lại càng kích động hơn. Đó, cái này mình quản hết sức lưu ý cái đó. Lâm sàng này nó cũng tùy vào cái sự tình trạng này, cũng không có gì đặc biệt cả, bởi vì là nó tùy vào cái tình trạng mất máu thôi. Các bạn nhớ rằng có những trường hợp cực kỳ nặng với cái chảy máu tiêu hóa, bởi vì cái nguyên nhân chảy máu tiêu hóa tôi đã nói với các bạn rồi. Những cái mà nó do loét hành tá tràng, loét mãn, loét lành tính thì không sao. Những cái loét mà ung thư cũng vậy. Sợ nhất là những cái tổn thương nằm ở gần cái động mạch lớn, và nó có thể ngày xưa cũng sợ là thổ ra máu, có thể gây tử vong tại chỗ với số lượng máu lớn, mất rất là lớn. Tôi đã chứng kiến một lần cách đây khoảng 25 năm, thời đó tôi bắt đầu cũng còn trẻ. Cái thời đó chúng tôi thì cái khoa cấp cứu tiêu hóa này chủ yếu là đón bệnh nhân cấp chảy máu tiêu hóa, mà đã bị chảy máu tiêu hóa vào chúng tôi nằm thì chủ yếu là ngày có khi một hai ca. Mà nó là thời điểm đó là suốt ngày cắt dạ dày vì chỉ có tiêu hóa do loét hành tá tràng, bởi vì ngày xưa các bạn biết rồi, loét hành tá tràng nó không có thuốc điều trị, không có thuốc điều trị, có thuốc triệu chứng thôi chứ không có các thuốc điều trị nguyên nhân như bây giờ, như ăn DH1, ăn DH2 là các bơm proton như bây giờ, DI không có. Thế vì vậy cái bệnh nhân mà vì vậy mà hầu như bệnh nhân vào là tình trạng rất là nặng, và nó tùy vào tổn thương. Cái tổn thương nó ăn vào, nó gặm nhấm vào cái động mạch cả. Ví dụ nó gặm vào cái động, ví dụ là tổn thương nó ở môn vị mà nó gặm nhấm vào cái động mạch môn vị thì nó phóng một cái kinh khủng, hoặc là nó lại ở bờ cong nhỏ chẳng hạn, nó gây sát các động mạch, các cái nhánh trước nhánh sau của vị trái nó đâm thẳng vào đấy chẳng hạn, thì cái lượng cái thì cái tốc độ chảy đó kinh khủng. Tôi nhớ năm nay cách đây 2 năm đấy, năm có một cậu mà cái đó các bạn rồi, cái này là nó cái nguyên nhân của loét hành tá tràng này thì nó liên quan rất nhiều đến cái vấn đề thần kinh, cơ chế thần kinh. Cơ chế thần kinh là yếu tố quyết gần như là yếu tố chính nó gây ra những cái biến chứng này. Cho nên mà một trong những động thái điều trị của loét hành tá tràng này là cái yếu tố tâm lý. Và nếu các thuốc các bạn để ý xem, ngoài cái việc ức chế các miệng ức chế các cái kháng histamine và các cái bơm proton, người ta còn dùng thuốc ổn định thuốc an thần, thuốc ổn định thần kinh. Thế tôi nhớ là cách đây 25 năm ấy thì có một cậu
còn cậu cũng quen là người nhà quen tôi thế thì gọi điện cho tôi và bảo cậu lần này không phải lần này bị lần một lần mà cậu bị lần thứ hai thứ ba rồi và cái hoàn cảnh của cậu ấy ra xảy ra lần nào rất giống nhau, tức là cái gì xảy ra sau mỗi lần là cãi nhau với người yêu, cứ cãi nhau với người yêu thôi là chỉ khoảng 50 phút hoặc 20-15 phút sau là cậu ốc ra máu, là cái nôn ra máu. Và khi mà nằm nghỉ ngơi một lúc thì nó lại qua đi và lại dùng thuốc coi như theo kiểu không ở nhà. Thế thì cái hôm ấy thì nôn cũng nôn ra nhiều quá thì gia đình mới gọi và đưa vào bệnh viện Đức. Vào đây thì quả thực là lúc ấy là huyết áp là dưới 90 rồi, hồng cầu với mặt tuyết. Tôi nhớ lúc ấy vào thời điểm nào hồng cầu vẫn còn trên 2 triệu, cái tuyết cần thì còn không, thì còn cũng lại là dưới 2 rồi. Thế là chúng tôi và tôi vì thực ra cái hồi đó này, cái chỉ định điều trị nội khoa thì rất là gì, rất là hạn chế, bởi vì có thuốc gì đâu mà điều trị, có thuốc gì đâu để mà điều trị nội khoa, chẳng qua chỉ có nằm im bất động rồi là dùng gì ạ, rồi là dùng rồi truyền máu, bất máu để bù máu, chứ nó không có cái BPI như bây giờ, không có BPI nữa. Thì, tôi mới khuyên, tôi giải thích cho đề như thế. Bây giờ trường hợp này là đấy, tôi đã có chỉ định mổ rồi, tuy nhiên cậu còn trẻ quá, cắt dạ dày của đi giờ rất là khó, thứ hai là nặng như thế này, cố gắng điều trị theo dõi nhưng phải loại bỏ tất cả những cái nguyên nhân mà nó có thể gây ra. Và câu này thì cậu rất là tỉnh táo, cậu là một kỹ sư điện cái gì đấy, cậu bảo là cháu cũng biết bệnh của cháu rồi, cháu đã xác định rồi và cháu nghĩ rằng là cháu sẽ không bị nặng lên nữa đâu. Bởi vì là thì cậu cũng nói rõ là bởi vì cậu vừa gặp cô người yêu xong và hai người chia tay nhau, cho nên là cậu xảy ra cái nông nỗi này, cậu không nghĩ đến nữa. Và với cô cháu là bạn ấy đã ra khỏi đầu cháu rồi, cho nên là cháu nghĩ rằng là cháu sẽ không vấn đề gì đâu chú ạ, cháu sẽ nằm đây một thời gian là cháu sẽ ổn thôi, chú điều trị cháu sẽ ổn thôi, cháu nghĩ chưa phải không mổ đâu. Thế được cậu xác định được như thế thì tốt. Thế thì tôi cũng giải thích gia đình như thế. Rất may là tối hôm đó tôi trực ở viện đến lúc 10 giờ thì điều dưỡng gọi tôi vào, thì cậu mạch lúc ấy mạch nó lên 140 lần một phút, huyết áp nó còn có 6 trước mặt tôi là một đống máu, đống máu một bãi máu, không phải là da cũng trắng mà ra. Lập tức tôi không có động tác gì khác ngoài gọi là thẳng lên phòng mổ yêu cầu là mở bàn mổ cấp cứu, không nói một gia đình cái này không mổ ngay rồi chết. Thì lúc gia đình và cậu và gia đình cũng chấp nhận để bằng mọi giá là bác cứu hộ. Cái lúc trong đó mà ngay hồi thì may cái khoa cấp cứu của tôi là nó nằm ở chỗ cái khoa chấn thương bây giờ, đâm ra là đẩy thẳng một phát lên nhà mổ luôn. Đó. Bởi có lý do gì, có tại sao cái cô nhân tình lại vào thăm cậu, lại vào thăm cậu ấy, và chỉ nói với nhau được vài câu thì cậu ra cả một chỗ máu luôn. Đấy, con người ta ức đến như thế, nên sự cấp phụ đó câu là gì ạ? Cái gì? Tức học máu ra chưa? Em có nghe câu đó không? Sự cấp phụ đó đấy, tức học máu mà chết. Đây, đấy, điển hình là như thế này đây, tức học máu ra mà chết đấy. Đó. Thế cho nên là ngay sau đó, lập tức là chúng tôi, alo, tôi đang giảng bài. Thế sau đó là chúng tôi, là tôi và lập tức là trên rất nhanh người ta quay làm ven, làm biết ven trung ương, ven địa phương lung tung với tất cả coi như máu ngay chưa có và thân yếu tố thêm máu ban đầu là tôi vào tôi mở thẳng vào luôn cái dạ dày căng cứng này, mà cũng nhờ nó căng cứng như thế đâm ra là nó có thể ép lại, tạm thời cầm lại được, tạm thời tức là nó giảm tốc độ chảy đi. Và ngay tức là mở toang cái dạ dày ra thì các bạn biết là một cái động mạch nó đông huyết áp như thế, nó còn phọt cả vào kính của tôi, bạn biết rằng là nó kinh khủng. Tôi thế là ngay đó tôi làm mũi khâu và đồ đặt nhân đấy hồi sức và cắt hai bạn dây cấp cứu đó các bạn. Và thời điểm đó mà các bạn thường những người trẻ này thì là những cổ rét nó rất là sâu, những người trẻ này cổ rét rét mà cái thời điểm tôi ấy là cái ngại nhất khi mổ cắt dạ dày là gì ạ? Là đóng mỏm cái tràng. Mỏm cái tràng là sợ nhất là những mỏm cái tràng, đóng mỏm cái tràng do lét thành cái tràng ở sâu. Cho nên ngày xưa mổ xong ấy, ngày xưa nó thuộc kỹ thuật, nó không có kỹ thuật, nó kém. Thứ hai là kim chỉ nó không có, kim toàn là kim thì các bạn biết kim bật chỉ thì chỉ lanh, chỉ CD với chỉ
cái kim liền chỉ và chỉ hoặc chỉ mắc sông với cả có loại xịn bây giờ đâu. Cho nên là ngày xưa cũng mỗi lần mổ xong là chảy máu miệng nối này rồi là rồi dò bằng cái tràng là cấp tỷ lệ rất cao, rất cao, mà mổ trong tình trạng cấp cứu đó cũng rất là sợ. May rồi không biết nào cậu này thì rất là ngon lành không sao cả. Thế là sau đó về là huyết áp có thể nó vọt lên là nó nghĩ là bây giờ lại rất là tốt. Thế thì đấy tôi nói các bạn là đến một cái câu chuyện mà thực sự thực tế cái thời điểm đó, bởi vì sao, cái thời điểm đó bản thân cậu này cũng nó có bệnh lý đại tràng là 5 năm rồi, 5-7 năm rồi, có tiền sử gia đình bố bị loét đại tràng, nhưng mà cái thời đó là nó không có thuốc điều trị. Thuốc điều trị duy nhất của loét đại tràng ngày xưa là gì các bạn biết không ạ? Là Tavet, là Navica. Các bạn có biết cơ chế điều trị của đó là cái gì không ạ? Nó thực sự nó chỉ là một phản ứng trung hòa giữa muối và axit để giảm đau, chẳng có nghĩa gì nữa cả. À, cái cơ chế loét hình đại tràng nó là do axit đúng không ạ? Nó thường là nó là tăng cái đa toan. Thế vậy thì người ta phải vì vậy thời đó thì làm gì có thuốc gì, tất cả những cái gì hoặc là nghệ thì nó kiềm mà cứ uống nghệ mà thì nó lại Navica nó là kiềm, cứ uống vào thì nó trung hòa axit thì nó tạo thành muối mới và axit mới thì là đỡ đau hơn. Nên là cứ thế mà dùng nó. Có những ông cứ suốt ngày ôm gói Navica và Cavet hồi thì lớn nó thuộc là nó chết mất rồi. Để mãi đến năm khoảng năm bao nhiêu năm khoảng năm năm bảy cuối năm 70 nào đầu năm 80 thì bắt đầu nó lác đác một vài cái viên Tagamet, nó là anti-H, nó là Tagamet anti-H1, anti-H1 là Tagamet, nó bắt đầu về Việt Nam. Thì các bạn biết không, cái thời điểm đó Hà Nội gọi như là thanh niên Hà Nội mà lại có một con Bozo cá vàng thì một yêu em có Sen, một yêu anh có Senko, hai yêu anh có Bozo cá vàng, con Bozo cá vàng thì coi như cưới được cả hoàng hậu chứ không phải gì. Bozo cá vàng xe đạp đấy, Bozo Pháp đấy. Thì cái liều Bozo các bạn liều Tagamet này nó bằng một xe Bozo các bạn người Pháp, thì vậy người Việt Nam làm gì có sức để chịu được cái đó. Cho nên là những nó về đến về Hà Nội nó về Việt Nam mà nhưng phải nói bệnh nhân rất xịn thì dám dùng cái đó, không dám dùng. Và cho đến giờ các bạn biết là y học hiện đại giờ phát triển rồi thì Tagamet bây giờ là gì, thuốc cấm dùng cho các bạn trẻ vì nó gây ra nhiệt dục đó. Và cái thời điểm đó đầu tiên là tôi nhớ là Tagamet nó hoành hành, cũng và cũng từ đó Tagamet rồi là ranitidin rồi đến anti-H2 là ranitidin, xong đến giờ đấy các thế hệ mới ra đời là các bơm proton BMA BIM rồi là esmeprazole rồi miprazole rồi pantoprazole thì tất cả giờ nó ra đời, nó làm thay đổi toàn bộ cái chiến thuật điều trị loét đại tràng. Và cho đến thì tôi có lẽ đến hơn chục năm nay rồi tôi chả được mổ cái nào loét đại tràng chịu mổ mãi không vừa rồi tôi được mổ cái ca loét đại tràng sâu của một người già, nó quá già rồi và điều trị mãi nó không khỏi để là và tôi chẳng mổ cái đó. Nó còn lại là lâu lắm tôi chẳng mổ. Nói như vậy để các bạn biết rằng cái can thiệp ngoại khoa đối với loét hành đại tràng chảy máu bây giờ hết sức cân nhắc, hết sức. Tuy nhiên nó khi nào tí nó vần vào phần bàn về mổ tôi sẽ nói chỉ định mổ. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cái thái độ trước xử lý xuất cá như nào này. Về cận lâm sàng thì tôi đã nói với các bạn rồi, cái quan trọng nhất của nó bây giờ muốn gì gì là gì là phải soi chẩn đoán. Tuy nhiên không phải trường hợp nào các bạn cũng soi được. Các bạn nhớ ở tôi như thế nhé. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái tình trạng toàn thân lúc nó cho phép các bạn soi hay không. Tình trạng toàn thân. Bởi vì cái điều này nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái người chủ quan của người soi và cái khả năng về cái miêu sức của cái đơn vị cấp cứu. Ví dụ nó xảy ra bệnh viện Bình Đức, xảy ra bệnh viện Bạch Mai, xảy ra ở những bệnh viện tỉnh mà nó có trung tâm cấp cứu tiêu hóa, trung tâm cấp cứu lớn thì có thể được. Chứ nó xảy ra một số cái bệnh viện loại 2 chẳng hạn thì rất khó để chúng ta thực hiện các thao tác này. Đấy. Bây giờ bệnh nhân vào một tình trạng toàn thân mạch huyết áp thì nói không được quá đáng, nhưng mà nó gì nó không phật phẹt trong 4-5 chẳng hạn. Mạch thì không bắt được, mạch huyết áp thì cố gắng đo được 3-4-5 tiếng thì bỏ đè soi làm sao mà ông nào ông dám soi được, hay kể cả soi được trong lúc ấy đưa vào sao ạ, cũng chả nhìn thấy gì. Bởi sao ạ? Bởi lúc trong dạ dày là sao ạ? Đầy máu, bệnh ấy không phải là dễ nhé. Vậy các bạn nhớ rằng là một cái điều quan trọng đối với các bạn trẻ bây giờ tốt nghiệp mới ra trường, các bạn phải nhớ này này. Tất cả những cái cận lâm sàng, tất cả những cái chẩn đoán cận lâm sàng này, nó không phải là yếu tố quyết định cho bạn, mà nó chỉ là yếu tố cho bạn tham khảo. Cho nên đừng bao giờ bạn đổ lỗi cho người ta cả. Đừng bao giờ bạn nói với các đồng nghiệp rằng đáng nhẽ
cái này tôi chỉ định mổ, nhưng vì ông chẩn đoán hình ảnh ông bảo mẹ cái này nó không thấy tổn thương, cái quyết định vẫn là mình. À, rất nhiều các bác sĩ ra đời là ví dụ tôi nói đơn giản, ra đi chụp hôm sau hội chẩn báo có cái ruột thừa, nó nhẽ mổ sớm với cả mổ cùng để nó viêm phúc mạc nhân mổ, thì ông mới đổi, nên là đổi tội cái này là bởi vì tại vì là chẩn đoán hình ảnh bảo ruột thừa không viêm kích thước nhỏ, nên là tôi phân vân. Không phải anh nói con là anh chết, sẽ nói anh mà anh phải, anh lúc ấy là lỗi là chính là bác sĩ phẫu thuật viên, anh chính là người để cho một bệnh nhân, anh phải đưa tất cả tình huống, đừng bao giờ anh đổ tội. Vì vậy cho nên là cái chẩn đoán ngày này, chúng ta tất cả những chẩn đoán lâm sàng là cái không thể thiếu được trong công tác, trong những cái chiến lược chẩn đoán ra, nhưng không được đổi lỗi và dựa nó để đưa ra những quyết định, mà cái quyết định cuối cùng là sự tổng hợp tất cả các kiến thức của mình. Nói ngày xưa chúng tôi nói, thời chúng tôi làm gì có cái gì để chẩn đoán ạ? Chả có cái gì để chẩn đoán đâu. Tôi nói về cận lâm sàng, tôi nói các bạn là nhưng bệnh viện Việt Đức này xịn như thế mà cũng chỉ có đến duy nhất là cái gì, cái chụp X quang không chuẩn bị. Cả một tôi trực, tôi nhớ năm 82, 82, 85, 86 cả một tôi trực có được khoảng gì ạ, được 6 cái tích kê để tôi chụp X quang, 6 cái tích kê. Tức là những cái mà được ở cận lâm sàng duy nhất là chỉ có chụp X quang, còn soi dạ dày không có, siêu âm không có, CT không có, cắt lớp không có, chỉ có mỗi cái đó thôi. Nhưng mà cái đó thì sau cái đó thì ba cái đã cho người nhà rồi, còn lại ba cái để cho các bác sĩ chẩn đoán. Ngày xưa chảy máu do chảy máu thủng ở dây mà chụp X quang là bị phạt nhé, kể cả có phim mà thủng ở dây mà chẩn đoán X quang là phạt nhé, chụp X quang là phạt, các bạn nhớ như thế. Đấy. Thế mà tất cả là gì, dựa vào bàn tay hết, dựa vào lâm sàng, dựa hết vào bàn tay. Cho nên chúng tôi vẫn hay đùa nhau hồi là, cho nên hồi đó là phải nói là các thầy chúng ta, đặc biệt các thầy của chúng ta, các thầy của thế hệ trước, bây giờ các thầy đã nghỉ hết rồi, thầy giờ 70-80 tuổi, một thầy của cả chúng tôi nữa, có cái nhạy cảm bàn tay lâm sàng cực chuẩn. Tôi nói các bạn, có những ca chúng tôi thân phục, thán phục. À, có những ca có thể chỉ định xong rồi, mổ xong rồi, chúng tôi không biết là tại sao chỉ định. Mà cái thời đó làm gì có siêu âm đâu, làm gì có chẩn đoán ảnh đâu. Nhưng mà da thì có nắn một vắt, đi mổ đi, để mổ nó thối ruột. Ý nhiên rằng da nơi coi như là đã có một cái dây chằng cuốn xung quanh ruột. Như vậy, tôi lấy cho chúng tôi gọi là cái bàn tay nó là nhạy cảm lâm sàng, cái khó bó cái khôn. Nhưng bây giờ chúng ta thì, nhưng bây giờ của các bạn, giờ chẩn đoán các bạn nó giống hệt tôi cách đây 30 năm, 20 năm về trước. Năm nay khi mà tôi sang làm nội trú Nguyên Pháp ấy, tôi mang một cái phong thái của Việt Nam sang là không có phương tiện để chẩn đoán. À, vì vậy, khi mà có một bệnh nhân vào bị một cái thủng dạ dày, thì cộng nội trú Pháp, tôi với cậu cùng thảo luận với nhau, và tôi mạnh mồm, tôi đã phép luôn, rồi tôi là cái này thủng dạ dày. Vì quả thật thủng dạ dày, cái nó ca này nó quá điển hình, và bệnh nhân lại là người Việt Nam, Việt Kiều. À, thế thì, mà mình này, cộng bệnh nhân thì nó không chịu nói tiếng Pháp, nên chẩn đoán. Mình xây luôn, mình nói thẳng luôn cái này nó đã thành cái chảy. À, cái này là thủng dạ dày. Thế thì ông bạn nội chú Pháp ấy, còn là cậu nội chú năm cuối thôi. Tôi bảo thế nhưng tại sao mày lại nghĩ là đấy, và mày theo mày thì có nên làm thêm gì không? Thì mình đúng theo đúng quan điểm của người Việt, của mình đang ở bên Việt Nam là chả phải làm gì cả, mổ đi. Cái này chỉ định mổ. Thế này nó cười, nó bảo là thế mày nghĩ cái này bao nhiêu phần trăm? Thì tôi cũng mạnh mồm, tôi nói luôn cái này cũng phải đến 90% là thủng dạ dày. Thế bạn cậu có nói rằng như vậy là mày có 10% không phải thủng dạ dày. Và 10% này thì mày còn rất nhiều cái để mày làm giảm tỷ lệ sai số này xuống đến 1 hoặc 0,5%. Có nghĩa rằng là nếu như mày làm điều này thì cứ 100 thằng mày sẽ mổ nhầm 10 thằng. Tôi trợn mắt được, tôi chịu đấy. Tôi chịu với cái phần. Và đến bây giờ thì cái điều là bạn, bởi vì bên yêu khi tôi sang rồi đó thì nó rất nhiều cái để làm. Ví dụ làm siêu âm, chụp CT, rồi là uống thuốc cản quang không độc để nó chụp. Rất nhiều cái. À, thế thì, và bây giờ cái đó nó quay lại, ngược lại với các bạn bây giờ. Các bạn bây giờ. Bây giờ các bạn trẻ, bây giờ ngày xưa, bây giờ tôi nói, mấy lần tôi đi trực ra phòng khám, tôi thấy kinh quá, tây quá chúng ta hiện. Bây giờ các bạn trở lại đúng cái thời kỳ tôi sang ngày xưa. Tức là bệnh nhân vào, alê, siêu âm, alê, chụp CT. Ale khám lâm sàng, thậm chí còn không biết, thậm chí là những cái suất tiêu hóa này vào có khi trái sở đi bệnh nhân này.
cái động tác sờ nít như cả khám tắc bị lỗ thoát bị bẹn bây giờ của các bạn bỏ hết đấy. Nó đấy là cái mà các bạn hết sức lưu ý, muốn làm gì làm, cái lâm sàng là cái quan trọng nhất, bởi cái lâm sàng nó sẽ định hướng chúng ta với cái chẩn đoán. Bởi những cái cận lâm sàng nó chỉ là cái chủ quan của cái người đọc không thực hiện trên lâm sàng, cho nên là sẽ, cho nên thường những người người ta làm cận lâm sàng, người ta siêu ấy, bao giờ thì người ta, nếu mà người ta làm chuẩn những người bài các bạn để ý là người ta giỏi thì người ta rất vững về kiến thức lâm sàng. Tôi nói thật đấy, người ta rất vững về kiến thức lâm sàng. Nếu siêu âm giỏi, làm chẩn đoán giỏi thì kiến thức lâm sàng nó rất giỏi. Đó, nó phải có sự hài hòa kết hợp hai cái với nhau. Và đến bây giờ thì đấy các bạn, tôi biết là bây giờ rất nhiều trường hợp vào, bây giờ vào là cứ thế siêu âm là chụp các lớp vi tính thì đủ các loại, vừa tốn tiền cho bệnh nhân. Tất nhiên trong giai đoạn hiện tại thì mình cũng nên sử dụng, có được dùng cho bệnh nhân thôi, nhưng mình cũng phải phát huy cái lâm sàng, thì phối hợp hai cái được thì mình sẽ chẩn đoán rất tốt, chẩn đoán rất tốt. Tôi nói khám rất kỹ và định hướng xong, nắng nhẹ những cái này định hướng, bạn chỉ cần một cái gì, một cái siêu âm không cần thiết. Bởi vì như tôi nói ví dụ là chỉ cần một cái siêu âm thôi, bởi vì bạn nghĩ là cái này chắc chắn ruột thừa rồi, nhưng bạn đang phân vân là không biết nó có phải là ruột thừa không hay là một cái viêm phần phụ. Vậy chỉ cần một cái siêu âm của bạn ok ngay, ok ngay, một người ngay, và tự nhiên cái siêu âm là chụp bạn một cái phim, một cái kích, một cái phim, trên cái phim mà bạn là người đọc được cái phim siêu âm đó, bạn thấy rõ ràng cái hình ảnh ruột thừa đầu to, nhưng là về kích thước của nó như này, một cái hình mà người ta nghiệm pháp ấn vào một nó đau thế thì chắc chắn thôi, không cần phải làm CT nữa, đúng không? Tôi nói ví dụ thế, không cần phải làm CT nữa. Anh tôi nói thì nó sẽ nhanh cho người bệnh mà nó sẽ đơn giản hơn là rất là nhiều. Đấy, vì vậy tôi nói rằng là bây giờ chúng ta hiện đại hóa quá thì nhiều khi là chúng ta cũng bị lệ thuộc vào nó. Bằng chúng ta sẽ có thói quen lười khám lâm sàng đi. Ngày xưa thời chúng tôi bệnh nhân vào bao giờ cũng phải cái gì, mặc dù là còn rất là ngượng với các bạn gái, các bệnh nhân nữ thăm trực tràng, thăm âm đạo, thăm trực tràng, thăm âm đạo và gì khám lỗ thoát vị. Bởi rất nhiều các bệnh nhân, tôi nói các bệnh nhân, rất nhiều các bệnh nhân này, rất nhiều các trường hợp ở chỗ này này là chẩn đoán tắc ruột vì trên phim có hình ảnh mức nước hơi, bệnh nhân này đau quặn, đè bệnh nhân ra mổ, đi luôn đường trắng trên dưới rốn, khi mở ra hóa ra là thoát vị bẹn, bẹn nghẹt. Bởi vì sao? Bởi vì không khám lỗ thoát vị thế thôi, có cái đơn giản đâu, có đơn giản đấy. Một bệnh nhân vào anh em chẩn đoán tắc ruột thấp, đè bệnh nhân ra mổ, cuối cùng người nó nằm u trực tràng thấp, bởi vì chẳng cứu xe với ta, ví dụ như đã khám nha. Thế thì tôi nói hơi rộng như thế để các bạn biết là đấy. Thế còn những chẩn đoán mức độ mất máu thì cái này không có gì lớn cả, bởi vì là nó cũng dựa vào các cái nó đã có rồi, cái cũng đã không cần thiết mất thời gian để thảo luận đây. Cái này nó có trong sách rồi, các bạn cứ mà đọc thôi. Và đây thì cái khám của bạn là các bạn nên phải hỏi. Các bạn tức là bản thân về mặt lâm sàng là các bạn phải đánh giá được lượng máu mất đó. Máu mất như thế nào thì các bạn phải đánh giá và phải hỏi. Hỏi bệnh nhân không được thì phải hỏi người nhà bệnh nhân, hỏi người đưa bệnh nhân đến để xem rằng là có người bảo ôi dồi ôi nó buồn nôn ra bát máu ấy, thì bệnh là số lượng là bao nhiêu. Ôi dồi kinh lắm bác, em về cái chậu ra mà đến nửa chậu. Nhưng trong nửa chậu này thì mình đi xem mà thằng này nó vừa ăn xong thì cái nửa chậu đó có lẽ phải là nửa 1/3 thức ăn. Thế là cách chúng ta tiếp cận vấn đề nhá. Đánh giá lượng mất máu trong cái cách này thường ước lượng không chính xác, đúng không? Vậy cái xét nghiệm máu là cái quan trọng nhất, nhưng chúng ta phải lấy vào cái thời điểm nào và cái kỹ thuật cũng là rất cao. Điều đó tôi muốn nói rằng tất cả những cái này nó có những cái sai số, vì vậy cái lâm sàng vẫn là cái quan trọng với tất cả những cái này. Ví dụ bây giờ đưa hồng cầu đưa cho mình, bây giờ mình bảo là bây giờ có nhiều hồng cầu với đưa cho mình bây giờ là có 2 triệu, nhưng mà nâu da như mạc hồng căng, mạch thì chỉ độ khoảng 70-75 đấy, thì mình thì phải đặt vấn đề ngay, nếu cần thì yêu cầu làm lại xét nghiệm đó. Ví dụ thế chẳng hạn, đấy là cái phản xạ của chúng ta trong vấn đề chẩn đoán nhá. Nội soi đường tiêu hóa thì các bạn biết rồi, cái này hôm nào các bạn về có thể nghiên cứu thêm về các cái tiêu chuẩn FRET, các mức độ và chảy máu của FRET đấy. Một cái đây là một cái cũng là rất hay mà các bạn phải nắm được cái này. Thì các bạn biết rồi, tôi nói rằng là cái tiến bộ lớn nhất trong cái chẩn đoán về sốt tiêu hóa mà các bạn là cứu cánh cho chúng ta là các nhà ngoại khoa. Tất nhiên đấy, tôi có nói là với vấn đề chẩn đoán thì chẩn đoán, nhưng bây giờ các bạn biết rằng là sẽ đến một ngày nào đó các phẫu thuật viên của chúng ta, các bạn hiện nay có thể coi như là phẫu thuật viên trẻ rồi, thế hệ của các bạn đang là những người phát triển, chúng tôi là già rồi,
Nhưng các bạn chỉ nhớ rằng sẽ đến một ngày nào đó các bạn không còn việc gì làm đâu. Nhớ nhé. Cẩn thận đấy. Cẩn thận đấy. Bởi vì bây giờ người ta đã thay đổi tất cả rất nhiều các quan điểm điều trị. Các điểm điều trị. Ví dụ tôi nói ngày xưa, tôi biết anh chàng thôi. Ngày xưa cách đây 30 năm tôi chả có soi nội soi này thì bắt. Bây giờ vì có thuốc rất tốt, vì có nội soi phát hiện sớm, mà thậm chí nội soi giờ không những chẩn đoán mà còn gì, mà còn can thiệp nữa, đúng không? Bây giờ một cái soi này thấy một cái coi như cái chảy máu đang phun thẹt nghe ra ngay này, cái cần dừng máu dừng lại ngay, dừng ngày ngay mà cái led đã led cái chàng này về để chỉ nội khoa thôi, các bác ba coi như ngồi chơi xế nước, đúng không? Thế là mừng cho bệnh nhân thôi. Nhưng đấy, chúng ta thấy rằng cái đa phát triển và cái điểm điều trị bây giờ nó cũng khác hẳn, đúng không? Đấy, cái soi thì các bạn trên, cho nên cái chỉ định soi các bạn phải lưu ý nào, các bạn chỉ định soi được phép, các bạn nó tùy vào hoàn cảnh, tùy vào gì, tùy vào tinh chân có cho phép soi lúc đó hay không, đúng không? Thì thuộc vào cái đơn vị, cái cơ sở và cái trang thiết bị để soi. À, chứ còn bây giờ bệnh nhân với thể trạng như tôi vừa nói là không cho phép mà nó chảy ẩu ào, nó chảy như thế mà nó chảy nhanh như thế ra thì căng phồng nó làm sao mà các bạn có thể nhìn thấy được, nó đầy trong dạ dày, mở những cái trong dạ dày nó đầy máu thì làm sao mà ông soi vào được tìm một tổn thương được, không có đâu, nhá. Đấy, thì đây là dạ dày đầy máu mức độ nặng này, là dạ dày đầy máu, một động mạch ghép ăn thủng đang phun máu dữ dội nhá. Đấy, một A là máu phun mình kia, còn một B mỗi chặt cái này chỉ vì mức độ chảy fresh, thì các bạn sẽ xem thêm những phần đây này, đây ra đi là máu chảy từ đây. Người ta sẽ tiêm phong bế xung quanh này, ai là người ta sẽ trực tiếp cấp thẳng vào đây clip, nó sẽ có những clip chuyên dụng được cấp thẳng vào đây này, ở đây các hình thái của cái tổn thương, hình thái của cái tổn thương có mức độ khác nhau, thì cái này là cái mức độ mà nó chảy như thế này, lúc ấy với đây là trường hợp này là nó chảy nhưng nó chảy đến đâu là nó đã được đẩy xuống đá tràng, nên các bạn nhìn rất rõ. Tất nhiên cũng có đôi khi có trường hợp mà lên đến nơi mà nó không nó có một cục có đông rồi, cho nên các anh không để ý, các anh giúp các anh bơm bung ra phát là bắt đầu nó phun hoài nước phun ra ngay, nhớ như vậy. Đấy, như vậy là dựa vào nội soi phải biết được mức độ, các mức độ chảy máu là các mức độ đấy. Và ngay cả thân giờ soi người ta có thể can thiệp qua nội soi, can thiệp soi lần một, lần hai người ta vẫn phải can thiệp được, nó còn tùy thể trạng nhân vẫn có thể cho phép, nhưng đến lần thứ ba thì người ta khuyên là nên chỉ cứu. Dựa vào X quang trong cấp cứu không làm, có thể chụp dạ dày khi bệnh nhân đã ổn định chảy máu, nhưng mà cái này chỉ là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì cái việc chụp dạ dày thì nói chung là rất ít chỉ định, trừ một số trường hợp rất đặc trưng, ví dụ như là cái chẩn đoán cho một cái có thoát tâm vị hay là một cái cái rối loạn chức năng gì đó nhé, chứ còn cái hẹp môn vị thì rối loạn mình đánh giá của rối loạn chức năng cái cơ dạ dày, chứ còn bây giờ những cái chụp thì người ta không đặt nền lắm. Chẩn đoán phân biệt do vỡ tĩnh mạch thực quản đấy. Bây giờ chẩn đoán phân biệt thì thứ nhất là cái mà chúng ta nói là hay gặp ở dạ dày, đối với cái này đó là cái chảy máu do gì? Bây giờ chúng ta phân biệt thì bởi vì chúng tôi vừa nói từ trên rồi là chảy máu do loét dạ dày đại tràng ấy, thì do bệnh lý dạ dày thì thường các bạn sẽ phân biệt với một là chảy máu do tăng lực tĩnh mạch cửa, thứ hai là chẩn đoán phân biệt với đường vật, chỉ có đường vật, đúng không ạ? Như tôi nói ban đầu rồi, thứ nhất là dựa vào một là vật lâm sàng, đúng không? Đối với chảy máu do tăng tĩnh mạch thực quản ấy, thì
thì những bệnh nhân này là thường có tiền sử để nghiện rượu, đúng không? Ông này là ông thường có tiền sử để nghiện rượu, viêm gan siêu vi trùng. Hai là cái mức độ nôn và cái chất nôn ra máu. Mức độ nôn thì thường nôn dữ dội, nôn ọc một cái ra luôn, cứ biết ọc một cái ra và ra toàn máu tươi, bởi vì nó trực tiếp một cái họng ra luôn. Và thường nó không có lẫn thức ăn, nôn thường không lẫn ăn mà thường ọc ra máu tươi, ọc ra máu tươi. Bây giờ một bệnh nhân ọc thẳng ra máu tươi mà có tiền sử nghiện rượu, viêm gan siêu vi trùng thì các bạn nhắm mắt chẩn đoán đấy là gì? Đấy là do tim mạch cực hình. Và bệnh nhân vì chảy dữ dội như thế thì bệnh nhân sớm ở trong tình trạng sốc, tức là tình trạng sốc nó vào rất là sớm. Và khám bệnh, khám bụng lúc ấy thì nó sẽ biểu hiện tất cả các bệnh lý, còn một bệnh lý tăng hoang tĩnh mạch cửa, gan to, là tuần hoàn vàng hệ, cổ trướng, vân vân. Và lúc này thì nội soi thì là cái chẩn đoán xác định cuối cùng để có phân biệt hai cái nhau. Đó là gì? Nó có tĩnh mạch, có cái túi giãn tĩnh mạch thực quản. Thường là khi vào nơi thì người ta thấy được thực quản không có giãn mạch, và cái điều nguy hiểm là cái này nó rất dễ chảy máu, dễ giãn. Ngày xưa thì người ta có black, người ta để người ta blackmore, tức là người ta để giống như cái hệ thống để nó chèn hết vào cái vừa xong lên thực quản để người ta thì việc lý điều trị thì tôi sẽ nói cái này mình nó cũng không nằm trong điều trị, còn hệ thống bọc cái black thành cái tràng. Đây các bạn để ý là các bạn nhìn đây là cái nhảy và nó thấy các bạn thấy là ở cái red trong tĩnh mạch giãn tĩnh mạch thực quản. Đây là một bảng, cái một số bảng thay đổi áp lực các loại tăng lập tĩnh mạch cửa. Cái này các bạn tham khảo thôi nhé. Đây tôi sẽ gửi cái tài liệu các bạn tham khảo. Còn chảy máu do ung thư dạ dày thì các bạn như tôi đã nói rồi, về mặt lâm sàng thì cái tiến triển của ung thư dạ dày triệu chứng thì âm thầm và tiến độ tiến triển thì rất là nhanh. Người Nhật họ có một câu thế này, nếu như các bạn nghe vẫn rõ đấy chứ? Vâng thầy ạ, rõ thầy ạ, rõ thầy ạ. Người Nhật người ta nói một câu thế này này, nếu như các bạn có một cái triệu chứng đau lơ mơ ở vùng thượng bộ, lơ triệu chứng người ta nói triệu chứng lơ mơ đấy, chưa đến dùng đến gọi là cái thuật ngữ dùng như từ đau, nhưng có triệu chứng vướng khó chịu ở vùng thượng bộ thì lời đầu khuyên chúng tôi khuyên các bạn là đi soi dạ dày ống mềm đó nha. Nếu như các bạn có một cái đau khó chịu ở vùng thượng vị không rõ ràng, kèm theo các bạn có sút cân 1-2 cân trên một tháng thì các bạn cần phải nghĩ rằng là mình đang có một bệnh lý ác tính về dạ dày đó. Chứ còn một cái đau người gầy đét, người đau lên 5-10 năm nay lúc nào cô mặt chất là về mùa rét là nhất là về đầy đói, ngừa nôn, nôn quặt không nào gì thế, nó gầy xếp ra gầy quắt lại thì ông là không sợ. Ông thì nghĩ nhiều đến lành tay chảo và thường là bệnh lành tính. Thế thì vậy cái lâm sàng nó khác hẳn nhau, và thường những người này thì cái da của nó sẽ có cái đặc trưng riêng, người ta gọi là da vàng vòng, da một vàng rơm kiểu như da của người thể trạng thiếu máu. Bởi vì bản thân cái ung thư dạ dày thì nó tác động rất nhiều đến các thành phần máu. Còn trường hợp mà khám bụng có u rồi thì nói rằng khi mà ung thư dạ dày mà các bạn sờ bụng thấy u mà cái u đó đặc biệt lại không di động nữa thì tôi cũng nói bạn rằng nó là quá gì, nó là quá muộn rồi. Thường những trường hợp mổ ra cũng chẳng giải quyết được cái gì cả nhá. Trường còn nếu như nó có u mà nó còn di động thì hy vọng rằng nó nằm ở vùng hang vị, nên là nó mức độ di động nó tốt. Nhưng còn nó nằm hang vị mà nó không di động được nữa thì quá lại quá to và ăn hết xung quanh rồi. Nó di động tức là nó còn gì, nó còn nhỏ. Còn nó không di động có nghĩa là nó dính xung quanh và nó đã là anh em xung quanh rồi. Và nó thành u rồi thì đối với dạ dày mà đặc biệt với bệnh nhân mà thành bụng nó hơi dày chẳng hạn mà sờ thấy u thì điều đó có nghĩa rằng là rất là muộn. Bởi bản thân ta rồi chế độ ăn uống dinh dưỡng tốt, cho nên không phải tất cả các bệnh nhân ung thư dạ dày đều gầy quắt thì keo đâu. Nhá. Thì có những người họ ăn rất là tốt, ăn rất là tốt, u vẫn cứ phát triển nhưng mà được nuôi dưỡng tốt thì nó vẫn không gầy nhá. Và trên phim X qua như ngày xưa tôi nói các bạn rồi thì đặc trưng là hình lét thấu kín, hình khuyết, hình thâm nhiễm cứng hoặc hình tấm ván, nó gọi mộc bệnh như tấm ván, hoặc là hình gì,
thì nụ gai hồng, nụ gai hồng tức là nụ gai hồng tức là trên tim người ta thấy có một hình ảnh nó nhọn lên như một cái gai hồng, và nó tồn tại ở tất cả các sim, người ta chụp phim hàng loạt mà. Đấy, thì bởi vì sao? Bởi vì cái vùng đó thì do nó cứng lại, do nó có tổn thương đấy, cho nên các cái nhu động của dạ dày nó không thay đổi được nữa, nó không bị thay đổi trên các phim. Đáng nghe là những cái bờ dạ dày nó có thắt, nó mềm mại thì các phim cái hình ảnh nó không có, nó sẽ mất đi. Nhưng đây bởi vì nó là tổn thương cho nên cái hình ảnh nó tồn tại thường xuyên. Đấy, cái thời chúng tôi đọc, thời tôi nói các bạn đọc cái phim dạ dày này nó logic lắm, nó hay lắm, mà nó rất là, tôi cho nó rất là đầu óc, rất đầu óc. Và những người phải nói là cái kiến thức nó, cái kiến thức về lâm sàng cũng như là cái kiến thức về hình thể học ấy phải rất chuẩn, nó lập luận. Và tôi nói ví dụ như là cái mô hình mỏ chim mà có phân tích trên là cái hình con nhép chẳng hạn, thì sao con nhép này, nó con nhép thì nó có ba cánh đúng không, ba bốn cánh đúng không, ba cánh, thế thì nó cánh này nó lấp ở đâu, tại sao lấp như này, tại sao nó cuộn, vì nhìn sao cái gì, cái khác đè đến. Tại cái tôi nói ngày xưa thầy đọc hay lắm, tôi nói tôi nghe những buổi mà mình tim dạ dày nó là mình sướng tai. Thế cuối cùng rồi thì tất cả những đó là những cái của ngày xưa, còn bây giờ thì tôi nói các bạn rồi, cuối cùng nó vẫn là gì ạ, nó là nội soi ống mềm là tiêu chuẩn vàng, là cái phương tiện chẩn đoán tuyệt vời nhất trong giai đoạn hiện nay đối với ung thư dạ dày. Bởi vì thường đây là cái tổn thương ở vùng gì, ở vùng hàm vị trở lên, có thể ở thể xùi, thể lép, có rất nhiều thứ theo mức độ giải, theo cái mức độ của giải phóng bệnh để người ta đánh đã được. Và thường là những cái lét mà nó có bờ và đáy nó mụn, nên nó mụn trên đại thể. Là những bác sĩ nội soi là về kinh nghiệm là cũng có thể nghĩ rằng đây là ung thư rồi, ví dụ này nhá. Còn tất nhiên là không nói trường hợp là những cái ung thư giai đoạn một mà các bác sĩ nội soi dạ dày họ đã phát hiện được, họ đã phát hiện ra được những cái ung thư dạ dày, những cái ung thư dạ dày ở giai đoạn một thì là và cũng vì phát hiện sớm như thế cho nên người ta sẽ thôi, tôi đang làm đâu hay là ai mua cơm đen đang làm đấy, thì người ta có thể là người ta sẽ ví dụ như là ở giai đoạn một đang cơ niêm thôi, thì người ta chỉ cần là người ta hớt cái niêm mạc thôi, quan trọng là người ta gọi là cắt tại chỗ, mucosectomy, cắt tại chỗ thì người ta chỉ chỉnh như thế. Cái chẩn đoán phân biệt với chảy máu động mạch thì cũng rất là rõ, nói thì nó khó khi tất cả các triệu chứng nó rất mờ, nó khó khi bệnh nhân không có dấu hiệu vàng da, nó khó khi bệnh nhân lại không có tăng chứng sắc cơ, nó khó khi nôn thì nôn ra máu thôi, chẳng thấy rõ cái hình ảnh và bút chì bút chước gì cả. Còn nếu nó có những dấu hiệu kia thì nó rất rõ. Còn nếu nó không rõ thì cuối cùng ta phải làm cái gọi là gì, nội soi nhá. Đấy. Vì thế này, không phải tất cả các bệnh nhân đường mật đều có tăng chứng sắc cô rõ ràng, không phải. Bởi vì nó mới bị lần đầu làm sao mà nó là làm sao xác định ngay được sắc cô được? Có những cái sắc cô nào, có phải cái dâm sắc cô nào nó cũng nói đâu? Rất khó để chúng ta nhận định. Giống như cái ruột thừa, tôi nói các bạn ngày xưa thừa tôi mới vào thì các thầy có nói tôi này, ruột thừa là cái mà sinh viên ba học xong rồi triệu chứng có thể chẩn đoán, có thể học, có thể khám và chẩn đoán được ngay. Nhưng ruột thừa nhiều giáo sư bác sĩ có kinh nghiệm 30 năm vẫn chẩn đoán nhầm là cái thời chúng tôi, bởi vì thời chúng tôi chỉ có gì, chỉ có xét nghiệm, chỉ có gì, chỉ có cái bàn tay và chỉ có kiến thức lâm sàng để chẩn đoán cái ruột thừa. Cũng vì lẽ đó mà y văn người ta nói này, y văn người ta mới nói rằng là 25% cái ruột thừa được phép mổ kể cả nó không viêm. Vì vậy cái thời chúng tôi tỷ lệ mổ ruột thừa viêm rất thấp so với thử ruột thừa không viêm. Nói như chúng ta một cách gọi là quan điểm gọi là politic, ý tức là gì, thà nhầm còn hơn là bỏ sót. Vì ngày xưa chúng ta do cái trình độ y học chúng ta nó chiếm mức độ giới hạn, cho nên rằng là không có giải gì mà lại gì lại ngon không làm mà để đi không ngon mới làm, tức là mày gì, nếu như mà cắt ruột thừa nó viêm mới viêm thôi thì nó đơn giản hơn rất nhiều do một cái bát viêm phúc mạc của thừa đó, rất là khó. Cho nên là coi như cái triệu thừa nó gần như là một cái động tác bắt buộc phải làm càng sớm càng tốt. Như vậy cho nên anh có ngủ nhầm thì không sao,
cho nên nhưng cho đến bây giờ các bạn biết rằng thay đổi quan điểm nó khác hẳn, thậm chí là quan điểm về can thiệp ngoại khoa dược thừa cũng đang có những cái lúc này nhé, các bạn các bạn đấy. Tất nhiên cuối cùng là về cái bên nó trẻ, cuối cùng là chúng ta thấy rằng kết quả cuối cùng cái vấn đề điều trị là cái tính mạng của người bệnh, nó vẫn được đảm bảo là ok. Nó ok nó có gì đâu nha, nó ok nó có gì đâu. Vậy thì về gì có tí nữa là nên nó đang thẳng bài đấy thế thì đấy thế thì tất cả những dấu hiệu lâm sàng mà nó mơ mịt thì các bạn có thể soi soi, bởi vì không phải tôi nói ví dụ không cái phải chảy máu dai dẳng tái diễn cái nào không phải cái nào cũng nôn cũng nào cũng cũng nhảy ra cũng nôn ra cái thỏi hình cái cục máu hình thỏi bút chì, không phải cái nào cũng thế, không phải cái nào, không phải tất cả những cái chảy máu đường mật đều có virus cao, không phải đấy. Không phải và không phải là tất cả những cái chảy máu đường mật đều có thể khẳng định được đấy là có sỏi. Đấy, trong cái điều kiện tùy từng nơi thì chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh nó khó. Thì vậy chúng ta phải có những chuẩn bị, chúng ta phải có những chẩn đoán rất tỉ mỉ. Đấy. Và cuối cùng là chúng ta phải dùng những biện pháp loại trừ mà chẩn đoán chắc chắn thì chúng ta sẽ đưa được hướng. Cuối cùng người ta nói ngày xưa ví dụ này, ngày xưa thì cuối cùng gọi là cái bài tay cuối cùng của các thầy là gì, các bạn biết là gì không? Đó. Bây giờ một tôi đã chứng kiến rất nhiều những chẩn đoán bây giờ một cả tập thể bác sĩ từ ngoài là nội chú cho đến bác kỵ kêu các thầy đều đứng với nhau nói là không biết cái này có phải mổ hay không, cuối cùng gì cũng là mổ thăm do chẩn đoán, đó là một chỉ định có gì đó. Cũng như bây giờ ấy, cái nội soi các bạn biết rồi ấy, nội soi nó không chỉ là gì, nó chỉ là chẩn đoán mà nó cần là cái can thiệp, và nội soi chẩn đoán rất nhiều, đặc biệt thời điểm mà nội soi mới ra đời nó đã cứu cánh rất nhiều những ca bệnh nhân phải mổ không cần thiết. Đấy cái chẩn mấy chẩn mắt mà bây giờ các bạn biết chẩn mắt bây giờ thì có nhiều cái chẩn đoán, đặc biệt là những cái chụp MRI là chụp CT 64 lớp tất cả cái đó. Nó phân biệt với chảy máu cho các nhân khác như viêm chảy máu thực quản, hội chứng Marowitz, viêm niêm mạc dạ dày, những cái trường hợp này hoặc là những chảy máu mà do cái gọi là gì, do những stress thường sau những chấn thương, mà bây giờ tình trạng stress rất nhiều, đặc biệt là những chấn thương nặng, bỏng biết thứ là rất dễ bị những cái loét chảy máu do stress và các chảy máu do các uống thuốc kháng viêm thì cái này cũng không phải là không dễ để không khó để chúng ta phân biệt với các nhãn tràng và đặc biệt là hội chứng Diofa thì cũng rất là khó để các bạn xác định, bởi vì cái này tôi nói cả đời tôi mới đọc được khoảng 5-6 trường hợp cái Diofa, tôi đã viết một cái bài về Diofa hội chứng Diofa này rồi. Thì các bạn biết rằng là cái Diofa là không phải dễ trong vấn đề chẩn đoán, tìm nó cũng không phải là dễ. Nói tóm lại là về cái chẩn đoán đường tiêu hóa, đôi lúc là lâm sàng chỉ nôn đồng hợp tìm nguyên nhân, các loại máy hiện đại lắm cũng chẳng tìm được. Nhá. Đấy rồi chúng mà rồi web đây, tổn thương ở vùng đấy. Các bạn xem đây, đấy là những cái tổn thương vết rách, sức ở cái vùng thực quản. Điều trị thì sao? Điều trị thứ nhất là điều trị. Đầu tiên chúng ta phải nói là bây giờ cái suất huyết tiêu hóa bây giờ là cái đầu tiên bây giờ là gì, là điều trị nội khoa đã, đúng, các can thiệp nên dừng lại mức nội khoa đã để cho buồn nhân ổn định đã, chứ đừng nghĩ đến một cấp cứu ngay trong giai đoạn bây giờ. Còn tất nhiên là điều trị nội khoa mà nó không thể nào ấy được hoặc là nó không thể can thiệp nội khoa được ngay nữa thì buộc là phải điều trị nội khoa như cái ca mà tôi đã kể với các bạn. Điều trị nội khoa để hồi sức truyền dịch và đặc biệt là các bạn phải có ngay hai hệ thống ven trung ương và ven vi, hồi sức truyền dịch tích cực máu và các dịch thay thế. Trong trường hợp cho phép thì có thể cho bệnh nhân đi soi để can thiệp, cái đó rất tốt, không vấn đề can thiệp kịp thời rất tốt nhá. Khi hồi sức ổn định và cho phép thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi can thiệp bằng nội soi và sau đó thì các bạn điều trị nội khoa một cách tích cực theo cái hướng
ở hướng chẩn, cái hướng điều trị nội alo ta nói nhé. Có phát biểu được không? Phát biểu được nội dung gì? Rồi, rồi, tôi xem. Please charge. Thế về điều trị, và bây giờ các bạn biết rồi, bây giờ hiện nay là điều trị nội khoa, người ta đã có một cái phác đồ rất rõ ràng với cái điều trị BVI. Cái điều trị BVI là phác đồ rất rõ ràng là điều trị một cái liều cao 80mg mà BVI trong một ngày và liên tục kéo dài từ 3 năm ngày. Sau đó liều duy trì. Và sau đó thì bệnh nhân nếu ổn định rồi, tôi nói như các bạn cái phác đồ điều trị, tôi nói các bạn để các bạn thấy là cái phác đồ điều trị này, cái điều trị loét hành cái tràng ấy nó phức tạp và nó đòi hỏi rất công phu và cầu kỳ. Người Việt Nam mình rất sợ trong cái theo dõi và điều trị, thường là người Việt Nam mình là hết triệu chứng thì bất thuốc và cũng chẳng thèm điều trị, kể cả bác sĩ dẫn đến người bệnh thì cứ hết triệu chứng là bỏ thuốc, còn bác sĩ thì bệnh nhân cứ ra viện thì không theo dõi nữa. Tôi nhớ năm 1996 khi sang, tôi giật mình về cái phác đồ điều trị của người ta ở bên kia về rất là đại trà. Người ta điều trị theo cái sơ đồ Hotman xong thì người ta bản thân người bệnh thì người ta có một cái chế độ điều trị rất rõ ràng. Cái thời đó thuốc không có ấy, mà người ta nói này này, thứ nhất là khi bạn đã điều đến được chẩn đoán là loét hành tràng thì bạn phải điều trị một tháng theo cái đơn của người ta. Cái đơn của người ta là gồm cái gì? Gồm có cái thuốc để ức chế axit, các thuốc để bọc niêm mạc, các thuốc về thần kinh, các thuốc về thể dịch. Tôi nhớ là nó khoảng 5-7 loại gì đó. Sau khi một tháng điều trị ngoại trú tại nhà xong thì bạn phải quay trở lại. Sau khi soi xong, tùy từng mức độ tổn thương của đại thể, quả sẽ có cái kết quả soi mà bác sĩ soi người ta kết luận cùng với cái lâm sàng mà bạn khám lại cho người bệnh xong, thì bạn tiếp tục cho người ta một cái đơn nữa, hoặc là cái đơn tiếp theo đợt 2, hoặc là cái đơn duy trì, tức là dùng nửa cái liều điều trị của liều tấn công, mà cái liều duy trì bằng nửa liều tấn công. Sau đó một tháng sau điều trị cái đó, bệnh nhân lại quay lại mà tất cả các triệu chứng tiến triển tốt, không có thay đổi gì cả, bạn không dùng thuốc gì nữa và cho bệnh nhân theo cái chế độ chủ thuốc không dùng nữa, nhưng dùng theo cái chế độ là nghỉ ngơi và ăn uống, nên được phép nghỉ, bảo hiểm năng lang nhá. Lao động là yêu cầu phải nghỉ như nào, căng thẳng ra làm sao, và chế độ ăn uống phải đúng, tuân thủ cho đúng theo cái quy định phải có kiểm soát. Sau đó một tháng lại quay lại và người ta ghi rằng là hiện tại tình trạng bệnh loét hành cái tràng của bạn đã ổn định và bạn được phép là sinh hoạt ở mức độ độ 1, tức là gì? Không lao động nặng, không dùng bia rượu, không dùng chất kích thích. 6 tháng sau quay lại. 6 tháng sau quay lại xong, người ta soi kiểm tra, khám lâm sàng thế không còn dấu hiệu gì của dạ dày nữa, người ta tạm thời kết luận bạn sang giai đoạn 2, tức là được tham gia vào hoạt động mạnh hơn, dần dần như trở lại bình thường. Và sau 1 năm bạn đến một kiểm tra lại lần nữa, người ta thấy ổn định và bạn đã có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng người ta vẫn kết luận rằng là bạn vẫn đang bị vẫn trên một bệnh nhân, bạn đã được trở lại sinh hoạt hoạt động nhưng người bình thường, và sau một năm tiếp theo nữa bạn đến thì người ta kết không còn gì nữa, thì người ta kết luận bạn đã khỏi bệnh loét hành đại tràng đó. Tôi thấy cái kỷ luật của nó kinh khủng khiếp, như chúng ta thì đó chúng ta không làm được. Thế thì đây chúng tôi nói thế, ở đây chúng ta thì hiện nay cái virus này nó đang điều trị
nó đã thành công rất nhiều. Và biết các bạn biết là cái BVI giờ nó ra nhất về rất nhiều các loại bơm bê tông ra đời, và nó đã giúp chúng ta đắc lực cho vấn đề trị những cái chảy máu đường tiêu hóa này. Và với cái điều này, ngoài cái việc các bạn bổ máu, kiểm tra về rối loạn đông máu, bù máu và dùng BVI, thì chắc chắn cái tiên lượng mà có thể tốt được là rất tốt, là có thể qua được với cái lét này đi chẳng. Với cái bệnh lý, kể cả những cái bệnh, kể cả những cái lét của vùng dạ dày. Đấy. Và như tôi nói bạn ở dạ dày thì chủ yếu là gì? Tỷ lệ ung thư cũng rất là cao. Không phải như thường cái chảy máu và ung thư dạ dày ít khi được ồ ạt như lét này chẳng đâu. Thế điều trị phẫu thuật thì sao? Và các biết rồi là hiện nay do sự phát triển bệnh của nội soi tiêu hóa và những thuốc đặc trị cho bệnh loét đại tràng nên chỉ định can thiệp ngoại khoa trong chảy máu loét ở đại tràng đã có những hạn chế rất là nhiều. Tôi nói thẳng rất là hạn chế, mà nó đã rất là nhiều. Tôi nói thẳng rất nhiều. Có lẽ lâu lắm rồi tôi không phải bỏ một cái loét thành một cái xuất huyết tiêu hóa nào do chảy máu ở đại tràng. Đấy là phải rất cảm ơn các bác sĩ nội khoa và các bác sĩ nội soi. Hầu như không có, rất ít. Bởi vì bản thân thứ nhất là những cái chảy máu do loét đại tràng đã được điều trị. Hai, cái nào đã có, nào có bị thì cũng đã được can thiệp nội soi. Thế còn thứ hai là những cái mà chảy máu do ung thư dạ dày thì nói thật xin lỗi, rất may là nhìn nhờ có nội soi này cho nên thường là cái ung thư dạ dày được chẩn đoán rất là sớm. Vì sớm như thế thì nó không đến chúng ta lại biến chứng nữa. Vì vậy đâm ra là ngoại khoa về can thiệp cấp cứu sắp thất bại rồi, sắp thất nghiệp rồi. Các bạn nhớ yên chí là như thế nhá. Chảy máu nặng. Còn tất nhiên trong trường hợp mà điều trị nội khoa thất bại thì chúng ta phải nghĩ đến điều trị ngoại khoa. Đó. Điều trị nội khoa không cho phép thì cũng phải nghĩ đến ngoại khoa. Ví dụ như bệnh nhân vào lúc trong tình trạng căng cứng mạch không huyết áp không, làm gì cũng là có thể thì lúc chỉ có chảy thẳng vào nhà mổ mà gì. Vì ví dụ như bệnh nhân vừa soi tiêu hóa ngày hôm qua xong có một cái lét rất lớn ở hàng vị. Hôm nay bệnh nhân vào mạch không huyết áp không thì còn nội soi cái gì ạ? À? Còn cầm máu vậy gì ạ? Đè luôn đang mổ và gì ạ? Mà cứu được nhân đi chứ. Đúng ví dụ thế. Sau đó thì sẽ có những cái điều trị về ngoại khoa có tính chất là gì? Không cấp cứu. Đối với những cái gì? Có những chỉ định. Kể cả những cái lét lành tính có chỉ định. Ví dụ đối với bệnh nhân lét lành tính như nó chạy. Với ung thư thì chắc chắn là phải mổ rồi. Tôi không nói làm gì cả. Nhưng với những cái mà lét làm mãn tính nhưng mà điều trị nội khoa nhiều lần vẫn thất bại thì cũng không nên để làm gì cả. Khi mà đã ổn định rồi, thể trạng cho phép rồi thì giải quyết đi để tránh các biến chứng tiếp theo. Những biến chứng nó nặng thì mổ nó sẽ khổ hơn. Ví dụ thế. Thứ hai là gì? Các lét đó nó đã có biến chứng rồi. Biến chứng ví dụ như là sao? Nó lét nó gây hẹp môn vị rồi. Bệnh nhân nôn liên tục chán là cái gì cả. Thế thì còn để làm gì nữa mà không mổ, không cố làm gì cả. Hoặc là người già trên 60 tuổi thì do ít có khả năng cầm máu vì sơ vữa động mạch, cho nên là sau khi điều trị nội khoa ổn định thì cũng nên chủ động mổ cho người ta nhé. Lét sơ chai chảy máu nhiều lần. Phương pháp phẫu thuật thì các bạn lưu ý nó còn tùy vào nguyên nhân. Thứ nhất là có thể cắt đoạn dạ dày. Tôi cứ nói là cắt đoạn dạ dày. Cắt đoạn dạ dày này thì nó sẽ chỉ định cho tất cả những tổn thương ở hành đại tràng cũng như ở tổn thương ở dạ dày. Đúng không? Trong trường hợp ví dụ như ổ loét, nhưng ổ loét nó ở hành đại tràng thì người ta nên cắt 2/3 dạ dày. Đó. Cắt ta về ba dày, nhưng một cái kinh nghiệm của chúng tôi ấy, thì những cắt ca hai ba dày thì nên cắt cao lên một tí, bởi vì các bạn cắt thấp thì cái vùng sản xuất, vùng tiếp, vùng mà kích thích để vùng tiếp các phin ấy, vùng tiếp acid ấy, thì nó còn rất là nhiều, nó vẫn còn, vì là nguy cơ đa tan vẫn còn và rất sợ là nó biến chứng là loét miệng nối, sau đó có vùng ung thư miệng nối. Đó. Thế còn với những cái ung thư thì có thể nó ở vùng nào thì cắt vùng đế, đảm bảo trên nền. Cái nguyên tắc của một ung thư là cách bờ trên của u là 5 cm. Vậy có thể để cắt đoạn dày mà cũng có thể cắt toàn bộ là dày nhá các bạn, lưu ý thế.
Thế ngoài ra thì đối với những cái ổ loét chảy máu mà người già hoặc là bằng ổ loét hành tá tràng đấy, ổ loét ở thành tá tràng thì nó chảy máu, nhưng mà cơ thể bệnh nhân không cho phép, tình trạng nó không cho phép ta cắt dạ dày, thì bạn có thể là cắt hạn vị cộng cắt thần kinh 10 toàn bộ cùng ổ loét chảy máu đó. Hoặc là các bạn có thể cắt thần kinh 10 toàn bộ khâu cầm máu ổ loét, nếu ổ loét ở mặt sau hành tá tràng kết hợp với tạo hình nguồn vị. Đấy là trong trường hợp, tức là trong trường hợp này tốt nhất là cắt dạ dày. Trong trường hợp cắt dạ dày không được thì mới làm những cái can thiệp có tính chất là tạm thời để cho bệnh nhân khỏi chảy máu, ví dụ như là khâu đáy, khâu cầm máu, xong rồi kết hợp thêm những cái, bởi vì khi khâu như thế thì nó sẽ còn những biến chứng, thì làm thêm những cái động tác ví dụ là cắt dây thịt 10 để điều trị luôn. Thì bản thân cái loét hành tá tràng thì là cơ chế đa toan, thì do dây 10 thì người ta kết thì người ta cắt một cắt dây 10, thì các bạn chắc là sẽ xem thêm một cái bài này. Ngày xưa thì không có thuốc cho nên là cắt dây thần kinh 10 gần như là một chỉ định rộng, bây giờ thì cái chỉ định nó cũng không còn nữa, rất là hẹp nhá. Các bạn có thể tham khảo thêm thôi. Đấy, còn đây trong trường hợp là như tôi nói đấy, bệnh nhân quá yếu quá già rồi cũng chả làm được gì cả, thì còn có thể là mở ra được khâu, mà trong trường hợp mở ra không được nữa thì bệnh nhân vào, bởi vì có những khu người già vào không vào được, cái khu nó mở ra là chết, không vào được, mở ra sau khâu được nó dò, thì bạn biết làm gì không? Cắt tất cả các cuống mạch vào được này nhé, cắt tất cả các cuống mạch vào được này, thì các bạn cắt toàn bộ tất cả các cuống mạch vào được này, thì lúc đó các bạn sẽ có thể điều trị được. Nhớ, nếu bệnh nhân già yếu không cho phép phẫu thuật thì mở mặt trước tá tràng để khâu cầm máu ổ loét. Thế còn nếu như không khâu được thì cắt tất cả các mạch máu và nuôi dưỡng dạ dày. Nhớ, đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy là cắt đoạn dạ dày. Đó đây, đây là gì? Đây là cắt, đây là cái phẫu thuật này là cái phẫu thuật nối gì? Nối trực tiếp. Đó. Ngoài là pin rốt một. Còn đây là ví dụ một ví dụ hai nha, để các bạn nắm được hết rồi, còn đây cái này chắc các bạn cũng không có gì khó khăn cho các bạn cả nha. Còn ví dụ một ví dụ hai chắc các bạn nắm được rồi, có gì tí để các bạn hỏi. Đây sơ đồ xử trí một cái trường hợp chảy máu đường tiêu hóa trên, các bạn thấy không? Tất cả những điều mà tôi vừa nói các bạn đã được tổng hợp ở trong cái sơ đồ này. Sơ đồ tiêu hóa trên, nếu có loét đang chảy máu lộ tĩnh mạch thì đang chảy máu nha, lộ tĩnh mạch thì các bạn gì? PPI và nội soi can thiệp. Cái cục máu đông thì PPI cộng với nội soi can thiệp. Đấy có vết đen, cái mức độ đây là cái forest nhá. Đây kia là máu, tức là forest một cái máu đang chảy đây này. Đây cục máu đông này, đông máu có vết này, mà đáy sạch này. Đây, đáy có vết này. Có vết máu đen này thì không can thiệp. Tức là độ các độ 2 3 sau này không cần can thiệp nữa. Giãn tĩnh mạch thực quản, vách tâm tụy này, vách toàn này, giãn mạch thực quản thì các bạn có thể thắt vòng sơ hóa. Đấy. Và các cái obturative, nhưng mà cái giãn tĩnh mạch thực quản này thì sau này thì có rất nhiều các cái can thiệp của các bạn tiếp theo, nhưng mà thực ra những can thiệp trong giai đoạn thế đi bây giờ thì nó gần như là hiệu quả rất là thấp, ví dụ như là người ta nối tĩnh mạch, nối cửa chủ, hoặc là người ta cắt cái phần thực quản phần trên, cái đó thì hiệu quả nó cũng nói chung là cũng không được đánh giá lắm, cho nên chủ yếu là người ta sẽ đi vào điều trị cái nguyên nhân gây ra cái bệnh này. Nên dần ở cái rách tâm vị thì thường là những cái này là những cái mà nếu như can thiệp trước khi mà chúng ta can thiệp, có thể thì can thiệp bằng nội soi, còn trong trường hợp hãn hữu lắm mới phải can thiệp bằng ngoại khoa. Bởi can thiệp ngoại khoa này thường thì chỉ là gì, để mở ra sau đó khâu lại, nhưng mà những trường hợp này khâu rất là mở nên thường rất dễ tái phát, nên đây không phải là cái dễ trong vấn đề can thiệp và điều trị nhá. Đó là trên đây là toàn bộ cái nội dung mà tôi trình bày với các bạn về bài xuất huyết tiêu hóa. Nói chung là để mà nói về cái bài xuất tiêu hóa này thì nó không phải là dễ, vì thời gian trong vòng hơn một tiếng đồng hồ thì tôi cũng không thể trình bày hết với các bạn, thì các bạn có thể nắm được hết tất cả. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay với những sự phát triển của y học, đặc biệt là trình độ năng lực của các cái phẫu thuật viên, các cái can thiệp viên và hơn nữa là các trang thiết bị, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa bây giờ đã được khống chế rất là tốt, đặc biệt là các bệnh lý lành tính của hành tá tràng giờ đây nó đã giảm tỷ lệ rất đáng kể. Với chúng tôi bây giờ năm nay tôi muốn nói các bạn rất lâu rồi tôi cũng không sử dụng can thiệp và pha cái nào cả. Đó là một cái tiến bộ trong vấn đề điều trị nội khoa và can thiệp nội soi. Thì sau đây đề nghị các bạn có ai có ý kiến gì không?
Bởi vì bây giờ cũng 5-10 giờ 15 rồi. À. Mai có ý kiến gì không? Có ai hỏi thì cứ mạnh dạn hỏi nhé. Chúng ta có thể thảo luận can thiệp với nhau. À. Nào xin mời các bạn. Em thầy cho em hỏi ạ. Ừ. Em thầy, trong khi trường hợp những bệnh nhân mà mình chưa kịp soi, chưa kịp xử trí gì, bệnh nhân đang luôn quá nhiều máu ấy, thì mình có cần phải làm dung dịch đông biên để truyền cho bệnh nhân không? Làm gì? Dung dịch đông biên đấy ạ. Làm đông biên để làm gì? Để cho bệnh nhân đỡ giảm kích thích ấy, vận động để cho giảm chảy. Cái đó thì người ta chưa đặt ra cái đó, tức là cái đó thì chưa có nghiên cứu, em hiểu chưa? Bây giờ mình biết ra là cái những trong trường hợp chúng tôi vừa nói, có những trường hợp là chảy rất là mạnh, nhưng mà quả thực chúng tôi ở đây thì tôi thấy rất rõ rằng là cái hồi sức của chúng ta thì chúng ta bị cái hồi sức bây giờ rất tốt, tôi phải nói thật là như thế, rất tốt. Bởi vì hơn nữa một cái lượng máu lớn các bạn vào cái dạ dày, bản thân cái dạ dày nó căng ra cũng đủ áp lực để nó tạm thời cầm máu, và như vậy là ta có hồi sức tích cực nội khoa và có thể kết hợp với ngoại khoa. Và lúc đó thì cái can thiệp quan trọng nhất là anh phải quyết định ngay là nên là mở, và mở thì mới có thể cứu sống bệnh nhân được nhá, để can thiệp ngoại khoa. Chứ còn cái đông niên lúc đó nó cũng không có ý nghĩa gì với bệnh an thần, và thậm chí là nó lại còn làm, bởi vì khi anh vào như thế, cái khó là bản thân trong cái dạ dày nó cũng đầy máu rồi thì người nó soi không can thiệp được gì cả. Còn tất nhiên dùng một tí an thần để cho bệnh nhân ngủ cũng không có gì là hại cả nhá. Nào xin mời câu hỏi khác. Xin mời câu hỏi khác. Thôi nếu các bạn không có câu hỏi khác thì xin chào nhá, hẹn gặp lại vào các buổi sau nhá. Thôi xin chào. Chào thầy ạ. Chào thầy.